Khủng khiếp. Nguồn đuốc đây. Tiên cảnh bồng lái. Đài Nam du lịch thần tiên. Rồi đi vào lối này. Đây là lên cái cầu. Cái cầu. Đây là có cái cầu. Cầu mà làm cầu vòm đấy cùng. Cầu. Còn cầu mà bắc qua cái sống. Sống rồi, sống non bộ, câu bắt qua cây đập. Phạt trực tiếp Bắc Hải ơi. Đây là khu Đài Nam của bà Hằng á. Đây là cái cầu mặt lắm. Đài Nam nè. Bên cạnh bồng lái. Sóng nước, hòn non bồi giữa sóng nước.
Thảo mấy đi có tắm đi, vẫn có bên bên nhá. Làm được à? Chạy à? Sáu mươi nghìn hecta đấy, mấy mươi nghìn hecta à, 450 hecta. Wow, đó có cái Phật Phật tổ năm rồi. Đó đấy, trong cái hồ cờ còi trong đấy à. À, hồ cờ còi đấy à? Đấy là hồ cờ còi à? Hồ cờ còi. Tốt rồi, màu to của buổi này mô hình. Bên quê là mua mất vé bố thôi, con này chưa hiểu được. Rồng. Đấy là anh đại ca, đại ca, đại ca anh, đại ca văn hóa. À, tính toán La Hán à, đấy là chứ, cử bạn La Hán, đấy là cử bạn La Hán. Ừ, đấy con dế này, con dế này à, tòa lộc La Hán, tức là ngồi trên con dê, con hổ ngồi trên con dê, gọi là tòa lộc La Hán. Tòa lộc La Hán là con hổ ngồi trên con dê. À, con chụp kia nữa, con trong như bộ này. À đây. À thạc La Hán à. Ủa, đừng tăng. À, Tốn Ngộ Không đừng tăng bắt giữ đây. Hello. Tốn Ngộ Không đừng tăng, sao tăng đây? Mày vừa Để là con biết cái đó. lên đường thành kinh Người đâu, người đâu tên là con người đâu tên từ chi của người không em chưa đây 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 địa bàn của người không em chưa đây 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 có địa bàn của người không tên chi thôi, ta kết thúc tại đấy để ta chụp cái phô ảnh đấy mà.